này thiện hiện nếu đại bồ tát rõ biết như thật tướng pháp giới của tất cả hạnh đại bồ tát thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện nếu đại bồ tát rõ biết như thật tướng pháp giới của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn thế nào là tướng pháp giới của sắc thế nào là tướng pháp giới của thọ tưởng hành thức để các đại bồ tát rõ biết như thật mà tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm được quảng diễn phật dạy thiện hiện cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của sắc đó là pháp giới của sắc pháp giới của sắc này không đoạn không diệt không phân biệt mà có thể an lập đó là tướng pháp giới của sắc cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của thọ tưởng hành thức đó là pháp giới của thọ tưởng hành thức pháp giới của thọ tưởng hành thức này cũng không đoạn không diệt không phân biệt mà có thể an lập đó là tướng pháp giới của thọ tưởng hành thức các đại bồ tát rõ biết như thật cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn